Nè đó em ở Bình Phước về nha các bạn ơi. Phụ chức. Về mình về nhà anh hai. Kêu nó là về xuống đây xe về. Cái lên cái luôn. Tiếp là tiếp là. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ từ từ nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bạn xích chân này lại 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 ngay đây nè. Không kéo lỡ tới đi. Mở dây kéo lỡ tới xíu. Đó không? Kéo kéo cái tới mẹ. Bây giờ mình chia xe này xuống thôi. Nếu mà khiên vậy là phải gấp lại cái này sao? Bây giờ này. Gấp lại đi, gấp cho nó xẹp lại đi rồi mình nhìn chút. Đúng rồi đó, gấp xe lại đi. Rồi cái máy này mình đem về trả. Đem luôn, đem luôn. Bị cầm cái bóng bóng theo, cầm cái bóng bóng. Bóng bóng lại, bóng lại cái bóng bóng. Rồi đây giờ nhóng lên cho ship cái tài ship cái xe lại này. Cho lên nè. Cái ai biết ship cái rồi. Bác sĩ cho ông nào biết xe ấy nào biết xe rồi tay chân nha. Rồi nhẹ nè. Rồi bước xuống giỏ hai người đi. Đặt tôi xuống trước luôn đi. Rồi nhẹ nè. Rồi nè, mấy anh nào ở dưới đó đỡ xe. Dưới bờ nha, dưới bờ. Ở dưới một hai ở trên một hai cho đừng luôn hết. Phóng xuống trường, phóng xuống trường. Qua cái bánh xe miếng ra, qua bánh xe miếng nữa để cho đỡ sập bánh xe bên trong này nè. Anh nhích qua miếng, anh nhích qua miếng nữa. Rồi. Còn cái mệt nè. Ừ, sáu xuống rồi đi sáu.
Thank you.
Ủa sao cái miền Tây không? Được rồi, đâu có sao. Cầm những cái mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.